nâng cả rừng ấy và cam co liêng lai mà nè bà chơi mà to kia sạ sấn sập tay dốc thật bắt đẹp đốt trời mà chắc kia tạm toán là hàng lũ mà to nhỉ vậy là bà bây giờ mình cha nó là khang khai sân trai sạ giờ từ lũ tập bóng bà trong mưa sạch rưu nhằm bách ban là khang khang chăm to nó còn ao sao thì sưu mấy bà bà các ông này không biết tiêu nhé đã chia cam cô liên lan nâng một tô mùi cảnh lái nơi không còn sân trái cái nặng bê đa mà trang một tô bàn dùng một tô một ao liên đòi trợ bàn cam cô mà nét nút bàn xua rộp tên vì mà trang một tô vĩnh rồi hỏi của bàn xông chơi một tô chi sạc mưa sân sắp tay dục tập bắt đẹp đồn tại vật chia bọn chùi mên lúc bàn bây thay kéo sắp tay khơi một sân nhà dùng một tô nút từ luôn là hàng chủ chú nâng luộc một tô mùi cái lái đa miền gì hào chung muốt chiên sọc chia một tô mốc một chào tô cô bán đăng tên sản mặt cách là cầu bà khát ôi mốc chui ông ta cũng hỏi phim phim nút sản mặt cách bán cho đo cả lái nâng thua ca chặt khuất luôn chung sống sai rồi nâng một tô bà rùm nâng một tô nôm vô một căn sông ca khát là bây thua ca xạ xù hai chiếc quạt thuộc bọn tớ cái nhà xây mê ta dạp phương bây thằng ấy rồi khinh trọc bọc quạt với nhá hai chiếc bay thái nó còn ở thùng côi dẹp đồn ta như bà với cùng rõ bà cả lần này đạp mà chân sáng sai chân cho bao chân plon ấy nắng quạt đạp plon quạt vô tờ hả cứ phía cứ bật thêm đồn bà tam ca đi bộ phim một trang mà tô đã chia chơi rô group bà chung muôn vát và nạ ở dụng xàm sắp rạp chân nắm bà này đang thá ca bị thay tì đập rộng buôn khai cả nhà chân nắm phí quan đập rộng phí quạt bàn dụng một tô kháng lừa nụ mộc ao liêng sống áp chênh cây mốc nè liền một tô đa chia cả một cô một tô ở bà chia cả một cô nút ban ở cái bàn xuống quạt thảm ta một tô ní lụa quần tì và cầm cô liền một tô nữa hơi quát của bạn trai ta ao tẹt trời thấy nâng lụa mà quạt trong lụa ra là lụa ấy quạt tính mốc nông nằm lấy mùi quan phi rồi là hỏi một tô mốc chân sông say đa chia cầm cô không tiêu nè nút cô bán xông xạ một tô rồi bỏ quạt hơi quát của bán ao còn sáu một tố chi xả tới thì xa hình xù mà giang này và hồi còn cực thà và hai chia trăm tố nữa còn cực thà cầm một cô liên một tố mình tên nát đi và bây giờ ta chơi xã và tái còn lên cực thà ấy thì xa hình bọc quạt chung cá còn hồ thi năng dữ ấy và tái cô còn một lịch đa thà và cái hạt thà chung một lịch cộng thì nhà là xây và hồi còn cả này đi lúc chất quát chi chân từ ba giờ phê mùi màu từ phì màu hói sắp tay chạm bắt quát cục bán xua non từ mà chắc cả đã liền làm nâng một tô được thá hạt ấy ọt khơi con trai chi một tô dùng ai quạt vừng chân nè liền nút mà chắc cả đã liền làm nâng một tô ban dây thá mình ấy tì một tô nút vì mình bạc tì tại đầu chạm bắt mình khơi một vừng nút quát cục bán từ đơn sẽ mặt cách ai đọt sài đòi đây cùng lụa bọc cùng là hơi quạt chi diêm xoay rô cổ còn lại tên lụa nâng một trăm một tốt đòi luôn ấy rồi hốt một đo thằng ai tìm một phê phi khai cái nhá sắp ta xâm nàng lõ quạt bán ta mà rô khớn chân sống say rùm nâng một tố rồi bỏ quạt nơi còn lại tên lụa một tố bà kháng lứa phim phim nút lụa cục bán tù sắp tục đơn sẽ mặt cách ở cho chương ta cũng nâng khọt luôn chân sống say tèm đòn bà khi nào cả này đi chụp cá quạt cất rơi cả nhà là sấy và dân chia quạt nơi phương sản mặt cách cho cá sản mặt cách ba là trâm mà tự tu biện mặt đắng cho cá quạt ở miền là cái thả ở miền pư được không chà vậy tới sản mặt cách mua chùm nón bà bên thằng ông té mua chùm nón tự tu biện đang hái đặng chào bà chàng tất quạt khoai thì quạt thần tua ở virus phật vị đại hái hài bà cái này đi trong miền cả nhà là sấy để xa chân nô rô cua cả lòng mỏ cột rộp lược là nó thả to tai miên ở chọc cọt thay điện bà chọc trong tới bà cọt chui lươn bà đi cả này đi tai ở đi cọt đi thả cọt cực thái đầy cùng đủ bọc cùng hai cho cá trọc bọc luôn đồng xì đây còn lăng như chiêm bọc luôn hơi một tô mũi một con chiêng mà mình nghe đâu ban chập nè bà chẳng cọt xem mẹ chất đau đâu không này bà xem mang ôm mình tên bà nhà say chồng này chân sông say bà chúng nó xây nó mình chung mua vươn phó lý phết bó ở dụ đọc ở buôn chân ám mục rồi bó thua chia cam một con liêng lan ở tố mình sẽ cùng nay nơi khách của vùng trang hồi bà chọc bón mô rùa nơi trong khách sừng trầy hồi bà chọc bón chân sáng xây từ bà đi chọn vào sáng sừng mông rưu mà chung luôn tới căn tổ lạc cả hói đàm bây chặt ca tàn tiền thì chắc bạp trong đầy một tố vĩnh
cô bán đi cho mày sao rồi rồi nằm một cô từ ao mình một tố vô trọc từ tiền hình phòng đại đòi lại bẹp con từ nâng cả lại chua chua nâng lụa một tố đà mình đi hào chiêng sổ chia nút bán mình chạy tập tháp chân dòng say bán chi một tố một cả lại quát cứ miền kia phí nhẹ không cùng một nón vô một tố một ao đồ bài phán rồi cho hỏi nâng thuốc đồng nái từ căn khai ra tạc rí bằng tỏ tiền mà chẳng sẵn đây mà chẳng mà tàu và lại hàng lụi mà tàu ọt tàu 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 họ đồ bài phán cứ thay kê thì mình chẳng hỏi chẳng hỏi mình cũng hỏi thế bà ra quả tạc bạn đơn kê bà đồ bài phán thò mà đá mà được nhiều từ tàu bây giờ dân chỉ từ tàu tính chọc đây chọc đẹp quán bạc bà rồi cái lò mốt lọ miền chẳng xét nơi khăn rì thân đi phân phân dương nông tạm lòng cứ tham hàng mà trăm ngôi chỉ nuốt quạt tập tua trăm tập tua tên chẳng tới cũng phải trăm mấy sa cục cò này bà tôi pro vitamin nằm lại thao hai quạt cứ tha đòi mưa tới đi chia chẳng thua lông phong chẳng quạt đổ xi chẳng chừng nên chén bà chừng nào như hai đà là cái lò mốt được bà đi thì phần phấn của quạt bàn chặt thiên ca bà không cả bộ sầm át hàng một trăm đa cùng miền cho bạc cũng ở trầm trơ nó hàng một trăm đa là thực ca một trăm lụa tinh diễn dân có được chưa và một tô nắng đã mình miền ách xa cực con nó cứ cái thảm ra đây bản một ra nó cứ thật trái này họ cái thảm mà là vượt nữa cái nhà đang xây khi ta bộ phòng chiều đã bắt một tô bắt diễn dân nắng quạt sở bài chất là trị o là phê dân tư bản bà cả hôm nay đi cứ thảm quạt mình bẹp còn tế lại chụp cho lượng một tô nắng bà của ấy quạt thảm còn tại đồ bài trang tế hỏi cùng một nông rồi bao chuẩn bị nhà nắng cùng nón tờ khai rota kri và hai chiếc prong plong và lụa plong nơi khai rota kri và hơi đưa nó ngửa việc của khu chật đang được cùng dưỡng play play và chụp bọn và rồi bắt đầu của mình chia bằng to tiệt chả và cầm hôn KSW ấm đại nhà promo sầm ra mà bán xa áp bị trong và xe nút tụ bay chia đầm nạc ca chạp đầm đầm bồn ní phô rốt khác mình toàn bình chất dân nạc đầy chả phụ bì môn nâng cầm hôn phụ mô xâm ra nâng khai phát xe nụ bàn vừa ca đã tiền vi chụp chả dàng tọc ra hói dàng hói vừa ai miền ca cho cha cho mùi nâng cầm hôn thâm mây chả bà phì môn cầm hôn sinh trì ở lời cầm hôn KSWM phải hai cầm hôn cả xâm nọ xâm ra nâng khai phát xe nụ bàn nâng cầm hôn khai chi bình thiên nằm bật cả đài mùi gọc cúc càng khi nó bật môi cái đai gấu cột miệt bề và như bọn này cái nạn cầm thân sinh trí cho xâm chốt nâng miên cầm hôn thay bộ chủng nô dạng nào cái đây và nhắc đai gấu cột đại hạt thay cầm hôn thay KSW ấm từ tại chập đam promo không chỉ lo ăn trả can đi mình toàn promo ban lo đồ giờ vậy đại nè bom phổi môi chủng nô trong ban là loại tế và tuốt na cầm hôn cầm cung khách không promo tiền bị riêng ở chợ cho cả đào cũng nói xem làm sao rồi nuôi rồi rồi nơi tại kê khơi miền tạm đồng phê xa thiền á tức người tạm tì tăng đầy đồ khắc khắc để kê tục cháu mình toàn mình cảm thì vọt hay sự thiệp bản đi về sự biến khí tên năng ở vây đại ca cầm hôn sinh trí nơi bảo mô liền môn tê đài miên tạch tùy bản nọc bà bật tục bay chia dàng đi đây vì chìa bảo nơi cầm hôn sinh trí nơi bảo miên rồng băng tha cầm hôn KSW ông tham ái này nhận phơ ca ban ở Brasa được bày được tuổi sập hoàn áp hiệp nằm phải được than thì cầm tiền cho mình đi đâm nang cầm hôn KSW ấm bảy trăm nước hai tư xe nút ban mình chạy đằng thái đâm nặng ca đầm bông đi bất chỉ miên ca lộ mặt lá đào xa sầm ram tăng đong phơi chán mệt liêm pe thì liêm chạy sầm ram này ngay hại đấy rồi ở tiệt phong tại tệ tôn nên chúng ngay thì tăng chạy xâm ram nơi chúng ngay xa sắp bì đô mai bì krong lục tham mình chỉ bà nhà thông tế cứ ai cái tôi dục bàn ồ chả thì tăng chạy xâm ram chúng ngay xa sắp bì krong lục tham và cô xong lục bằng to thay đồng nạc ca ní và hai chị bây rưu gọi bôn khai đồng bông ní lục đã xong khăn tài lơ ca phô mô xâm ram ở bàn xa áp sân chúng bù cần lưu khăn ông ca phô mô đồng lại xe bà xâm ram bì bì chi chốt lục mình toán ban lục ẩn lại tiền chấm lại lục y sục lên áp dụng ba cầm bê sen nút cả ba mình chia đo sạch thì nãy chốn tạm bàn đan sừng công to khuôn phòng đáy tệ tân tân năng ca khách không cầm tay được bọc cầm không ta lên lốc rô cầm hôn đều miền sầm tập hiệp không ta cầm mô sầm ram lại không cầm bê sen nút chia bên tàu bên tố chặt tăng thì cầm hôn sừng trí đặt lịch khách sống chốt cầm mô sầm ram lại không cầm bê sen nút một lục áp dụng ba cầm ba này đang thay đổi sắp đã cãi tập ba cầm bê sen nụ nâng cầm hôn promo nâng đặt sầm ram KSW ấm
rôm tiền liên ca chô rôm pi mình ti bẹ quân pi mình ti bẹ quân nâng bác bà chung bình phía xa đồng biệp về rẽ đôi hàng kháu tìm môi nó cơ bình phía xa lơ vì khi chọc xe bà phà mô nâng đất xâm rám nâng ca bóng khai xe bà phà mô nâng đất xâm rám đồng biệp chì bà rốt nâng khám phốn tìm pi nó cơ ផ្ដោតលើការផ្ដោតសេវាប្រមូលសម្រាប់និងដឹកសម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់ផ្លូវនិងរត់ថ្ងៃទូទាំងក្រុងទី3វិភាសាលើការសំណល់ទៅវេលាអនុវត្តតម្លៃសេវាប្រមូលនិងដឹកសម្រាប់ដែលបានពីគ្រូយុវជាមួយនឹងជាប្រវត្តនឹងបានដាក់ឆ្លងក្រុមប្រឹក្សាពិនិត្យនិងអនុម័តរួចហើយចាទី4នោះវិភាសាលើទី4នោះគឺវិភាសាលើនីតិវិធីច្បាប់ដើម្បីឈានទៅចុះកិច្ចសន្យាដែលរយៈពេល10ឆ្នាំចា ความจริงใจเจตนาเป็นใส่เจตตรงตนนึงเรือปัญหาสำนักนี้ที่ฮะบุกบอกเก็บรถนักสีนกกอดบัตรดังหอยมันต่อปีกำหนดสินตรีสมชกปลากำหนดทำไมกอดกบาลโจจุ่มนัวบาฮะตาในโจจุ่มนัวนี้ไปทาคางกำหนดกอดบาลสัญญาได้ทาตัวยานาคาประโมบอสัมอาสำนักเดือดเดือดมองแต่แต่เมียนปัญหากูแต่เมียนกำหอกแต่กอดนักปัญญาท่านนักจีเยี่ยม ว่าทุกอย่างนะเอาการเงินนี้การใจเราเอาไปซาละหลังวิ่งให้มันยะนี้โดยซาเกียบร้อนมีการรีคนอยากคลั่งบาโดยซาแต่กะสมอสำรามซอยรวยฮะโดยเกียบปิดบ่าเจียงในกรมหงสินตรีเดียดบาแต่เบตามการเลือกลาปีมีจากกรมหงบาคือ KS บาKSWM ก็ทำโดยซาตายมารยะนี้คือโดยซาตายมีการบ่าอยากคลั่งที่มุ่ยเตะโตเต็มดังมีเพียง บ่าเอาที่พี่จะต้องตั้งเพลย์ช่างง่ายบ่าเพลย์จะสมานต้องช่างง่ายจังอย่างนั้นก็สมัยบ่มโอนมีเจ็บร้อนมีตาโยกย่อหลายก้อนในแต่ต่างจัดปัญญาท้ามนั่งทัวร์เอาบ่ากาบ่สมรามสมานสมานโดยกรมเสนุนี้เอาเมียนรอภาษาจังมุนเฮ้ยตัวอย่างนั้นก็ได้ในทั้งไงหมดเพย์ปรามใครบ่บุญนั่งก็เมียนกันจะจงพิเศษพิเศษของปีปัญหาทางนี้ดังไปทัวร์การดรอสไล หรือปัญหาหนังเท่าไหร่กัญญาดังใส่บ่าเอาคุณแล้วโยโจเรื่องโยเตี้ยปืนเลียยังกี่หายบ่าเตะโตตึนนังกะกลายปืนพิธีจุ่มบันเหมือนจ๊อบประชาติกาวัดคุมโอสไว้บานนอมหนาวจะกรึงบทพบรองเตียงแถบการมวยจุ่มนุ่นใจจุ่นดอกกองตัวจึงกาบ่ากองตัวจึงกุ๊บบ่ากาเปียปรมนั้นกัมพูชีไล่บ่าการในนี่กัญญาดังใส่ เดี๋ยวทรวงดังหาวิธีการในบอลจุ่มบันนี้ไปทาโดยเจียบชนะเตอร์กูเมียนนะก็ทับประซองก็โดยเจียบจัตกาวัดก็โดยเจียบกันนักกรรมกาวัดในขนมไทยบอลจุ่มบันปืนดากรอบลูกประซองชันไอ้หอยซอนหอบสายกอดใจใจแบบโยกจะหอบอาหารแตงนุ๊กดาซอนนุ๊กเตอร์ใจจวนเจียบรอดกรีโครก็โดยเจียบตีเป็ดก็จะบุพาจะได้บ้า บ่าแล้วนี่คือคางประชาติกาวัดกอดบานโยกอ่ะฮะก็โดยเจียอมนาวิดาปุตบสัตกอดปะกืนในทั้งไงบนจมบันนะบันนึงทำการน้องใจจูนดอกกองตอบในคางกันเชียร์ลายของนายได้ปัจจุบันคือกระปงแต่เมียนเรือตำรวจไปตัวจมูกนางลายของนายบ่าประชาติกาวัดในคุมโอสมัยขนมสกทลาบอร์บัดบานดักนอมกันนักกรรมการจาวัดพร้อมแต่งอาญาโทมูทาน บานดักนอมบ่าบานนอมยกเนื้อเกรียงบอร์พวกรวมนักทับคามูจำนวนบ่าทุกการใจจูนดอกกองกำลังตีเฮียนเวรียปีโดยปัสใบดาโชจึงเนื้อจมน้อยแต่แปลสไวส์ทัดเนื้อขนมพุงขันหมักฟื้นคุมทโมเก้าสลบสิมปาแขกสุนไตรหลวงตาจาวัดพกเพ่งบานมีประสาจากการบ่มโอนีตีเฮียนนังปูตีเฮียนเวรียปีโดยปัสใบท้า นี่เจียมนายมันติงจุ้ยเราบอกปวดบอกซัดในขนมวัดคุมโอสไว้จากมูลดาบานบอกเกินหมกดอกไปซ่องรูจะหายไปจากตะการวัดบานยกตีเตี้ยนปลอมเตียงบานนอมเนื้อเครื่องบอกพกมูลจำนวนรวมเมียนนมมันซ้อมมีตักซัดปลอมเตียงตะการมูลจำนวนบ่าฮะบ่าตะการนั่นคือจำนวน50 ปีมาเรียลหมกใจจุนดอกนี่ที่เฮียนนังปวดที่เฮียนดาวบานเคลียร์กายช่างไงปีกรมกุศลนำใบเจียนเป็นผมนี้คือเกียร์กาสาบจวบหรือเวียงปวดปวดศาสนาหนังสกุลครองลูกพองนายประชาตะการวัดประเนียมวีสุเพะบานเมียนซ่องในกาสะสู
ca lúc của bán sốt muốn thuộc cách Namaska trong này Pirabarat Prophrum đang bay mình chia khám mang sạch trời đã chọn truyền viên cho một đầy khám ai rồi bỏ dưỡng nơi tam phụng nạn cảm chía
lái nâng chủng ngư đầm cắt chẳng lái cầm ao cạn miên đò bồng ôn còn tọt khmai dương chẳng ông cũng nên tên đó cũng như sao đại miên tất chất đại bà sang mùi chùm nôn khá chẳng mùi chùm nôn khá mà em bà sang tu tèng tu chiên chả cầm chi tế bà cầm mùi chùm nôn khá bu đầm bay bà giọt bà tọc luôn chia chả ở Antica vọt chia chả đó bu đầm bay bà giọt bà tọc luôn mà bà chạy bì bột bà sạch đã cho bọn hãy cứ dọc tư có sang làm lời tham được có chỉnh châm sợi mây sợi snai ấy chẳng tâu tại ở bàn đăng bến chá chia rương bật chá mà mẹ thay chê ta phải lon chê ta phải lưng dây bà khó bà xong mùi chúng tôi cứ chẳng ái trong máu cần mà tích mong hả bà vợ khô sợ là thô bà bây nay sạch snai bột dương hóa hãy giả ta là dọc tiền mặt tốt ừ mà tốt cho cứ dọc tiền sợi tư ថាមួយចំនួនតូចបាទមួយចំនួនតូចបែបនេះឯងយើងមើលក្នុងដែរមិនចេះតែលេងសើចទេគឺជារឿងពិតណាបាទដែរគណៈដែរផ្សំផ្សេងៗគាត់គ្រប់វិន័យបានល្អគាត់លើកកម្ពស់សិលធម៌វិន័យសង្ឃយើងពុទ្ធធម៌យើងបានល្អចាប្រសងពិចារណាគាត់បួសដើម្បីសាសនាដើម្បីសង្គមជាតិចាបើថាបួសដើម្បីរៀនសូត្រគឺយើងអត់ថាទេណាព្រោះតែមួយចំនួនតូចដែរសារក៏លោកមកធ្លាប់បៃធ្លាយប្រព័ន្ធសិទ្ធិសង្គមចឹងទៅបាទ អគុណច្រើនឥឡូវយើងចូលថ្មីចុះក្រោយនេះគឺជាដំណឹងទេបាទតាក់ទងទៅនឹងបាទប៉ប៉ាតាក់ទងនឹងគណៈប៉បាទគណៈប៉ហ្នឹងគឺក្លងមកគឺបងប្អូនជាប្រវត្តគាត់បានដឹងលឺហើយបាទគឺគណៈប៉ខ្មែររួមរួមជាតិដែលពីមុនគឺបាទគឺឯកឧត្តមជាប់ឆៃគាត់ជាប្រធានគ្រូបាទប្រធានប៉ហ្នឹងគឺថាលោកសឹងគិរីត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានគណៈប៉ខ្មែររួមរួមជាតិជំនួសឲ្យឯកឧត្តមជាប់ឆៃហើយបាទ នៅដល់ការពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017គណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិបានបើកសមាជសម្ញនៅសហការកណ្ដាលក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញក្រមអធិបតីភាពបាទលោកទាចម្រិតជាប្រធានកិត្តិយសនិងថ្នាក់ដឹកនាំព្រមទាំងសមាជិកសមាជិកាចំនួន 250នាក់ហើយក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះ អង្គសមាជបានសម្រេចជ្រើសតាំងបាទលោកសឹងគិរីជាប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិជំនួសឲ្យឯកឧត្តមញឹកប៊ុនឆៃ ចំណែកលោកអ៊ុំសមុន្ថាត្រូវបានជ្រើសតាំងជាអនុប្រធានគណៈបកជំនួសលោកខាន់សាវឿនដែលបានលាលែងពីតំណែងដោយអង្គសម្ាជបានបញ្ជាក់មុននឹងបញ្ចប់លោកបាទសង្គរីប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិក៏បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគណៈបកនេះនៅតែអនុវត្តតាមគោលនយោបាយរបស់បកពីមុនដដែលនឹងគ្រប់គ្រងចំពោះរដ្ឋាភិបាលនៅអ្វីដែល រីកចម្រើនដល់ប្រទេសហើយមានសវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពសង្គមជាតិខ្មែរដែរហើយអង្គសម្ាជបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យបើគ្រប់បានពិសាអាហារសាមគ្គីរួមគ្នាក្នុងគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិផងដែរបាទរឿងនេះគឺថាល្បីមកប្រែហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីឯកឧត្តមញឹកប៊ុនឆៃបាទត្រូវបានជាប់ទោសបាទជាប់ពន្ធនាគារហើយបាទមានការភ្ញាក់ផ្អើលថាបន្ទាប់ពីឯកឧត្តមញឹកប៊ុនឆៃជាប់ពន្ធនាគាររហូតជាប់ទោសហ្នឹងតើក៏ បាទតាមបន្តបាទអរគុណផងដែរបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាយាមខិតខំតាមដានបាទកម្មវិធីធានអំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរតែមុនជម្រាបលាគួរជាសូមខន្តីទៅរកកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយ